Đây là vườn BB265. Lấy ở Gia Lai lấy năm thứ 2 đó, cái dăm da đầu tiên nè. Đường mũi như thế này. Thì lần thứ 2 sẽ bơm ít khí lại, không có bơm nhiều. Giống như tại vì mình đã áp dụng ở năm thứ 2 rồi. Thì lần đầu chỉ bơm tầm khoảng 70 thôi. Dùng cái máng đỏ cũ của năm ngoái, nhưng mà năm nay thì sẽ chuyển qua dùng cái ống dẻo, tại vì ống dẻo thì cái vết thương nó làm rất là nhanh, nó giữ cho cái lỗ khoan mưa không có vào. Mình không có cầm cái gimbal nên quay nó khá là rung. Ở đây là sử dụng là gần 4.000 cây. Mũ rất là vàng. Nên là vườn áp dụng qua năm thứ 2 thì cái sản lượng này, cái vết này của năm ngoái nè. Và qua cái này của năm nay nè. Đó. Và giữa năm thì làm ở trên. Lá cây phát triển rất là tốt. Lá xanh đen hết. Mùa này lấy mũ được rồi. Trong khi vừa cạo truyền thống là cái bên này cũng chưa lấy mũ. Thì đây là dăm đầu tiên, là cái lượng mũ là như thế này. Còn phía mặt này là người ta lấy mũ năm ngoái, còn đây là năm nay. Vườn này khá rộng nên đi nhiều cũng khá mệt, nên mình quay tới đây thôi. Đó, nó chạy dài suốt tuốt phía đó, và chạy tuốt khá là rộng. Mình đi từ cái hàng lô này không có bìa đi ra thì cũng dễ dài quá. Rồi, xin chào mọi người. Thì cái việc mà vườn cây năm 2 á, cái sản lượng mũ nó vẫn ra bình thường, lá vẫn chuyển phát triển xanh tốt. Nếu mà mình làm đúng phương pháp á, thì cái tình trạng mà nứt vỏ nó rất là hạn chế xảy ra, tại vì không có lượng khí tồn dư vào trong cây, và đồng thời cái cây duy trì cái độ cao thì nó có sức hơn. Và qua năm sau thì tất nhiên là cái dàn lá nó sẽ phát triển tốt. Thì các nếu mà cạo truyền thống á, thì chẳng hạn tuyến mũ mình nó là ở 60 đi, ý nó là 60, tính là 100% đi, ví dụ tuyến mũ mình nó bị phạm 60, nó còn 60 tiếng, thì nếu mà mình cạo á, thì qua năm sau thì nó cũng ở cái mức 60, hoặc là nó có thể giảm xuống một chút 55. Còn nếu mà mình khoan lấy mũ á, thì qua năm sau cái tuyến mũ á, cái vết thương của năm mà mình khoan lấy mũ á, nó bị tổn thương ít, và qua năm sau cái tỷ lệ phục hồi cái tuyến mũ á, nó rất là cao, nó có thể là lên được tới mức 70-80. Thì càng về sau á, thì cái lượng mũ á, nó sẽ càng ổn định và nó sẽ càng cao hơn cho mình. Giống như là heo mình mà lấy cái số liệu á, những cái vườn năm 2018 làm á, qua năm 2019 á, thì cái sản lượng nó sẽ cao hơn là so với vườn sử dụng năm 2018 tầm khoảng 10-20%. Nên mình dùng cái phương pháp này á, là về sau là cái năng suất nó cải thiện rất là nhiều cho mình, rất là tốt. Và khi mà năng suất cải thiện tốt á, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả. Rồi, xin chào mọi người.